Chư thừa toàn thể cộng đoàn, sáng nay sau thánh lễ ở Phú Cường, trong cái bữa ăn sáng có một anh bạn gặp tôi, anh nói vui thế này: không hiểu tại làm sao mà ta đang sống bình an vui vẻ thế này, tự nhiên khi có Tết nó làm lộn xộn, làm đảo lộn bao nhiêu thứ. Vì con người phải chạy đôn chạy đáo, rồi dù có khi túng chiết cũng phải ráng cho nó có qua ba ngày Tết, cho nó có với người ta. Rồi nhiều người bắt đầu lo quần áo, lo chân dọn, rồi đủ thứ cũng phải ráng để khiến chân trước bàn thờ làm tổ, nào là vừa cầu vừa đủ xài, hay là cầu vừa đủ may đủ sung gì đủ thứ. Và có người thì nghèo quá thì không có gì, nhưng mà muốn cho nó sang thì chỉ cần một trái xoài thôi, với lại một cái ba ga xe đạp và một cái líp, nghĩa là xài líp ba ga đi chân về này. Nó đủ thứ, và người ta nói là nó lộn xộn như vậy, rồi bao nhiêu những con thú, chó, heo, gà, bò gì nó cũng phải chết cũng chỉ vì Tết. Đấy, anh nói thì nó vui như vậy, nhưng mà có lẽ không ai trong chúng ta đây mà lại than phiền vì cái Tết đâu. Ai cũng thấy có những cái nét mặt vui như Tết. Và cái Tết mà truyền thống của chúng ta, dù nghe đâu hình như là người ta cũng đang muốn nhập chung lại với cái Tết của dương lịch. Để nghỉ bớt ít chứ, nghỉ nhiều quá thế này các cái công ty người ta than phiền lắm, và mình nghỉ chơi nhiều quá. Thế nhưng mà chúng ta thấy trong những ngày đầu xuân như thế này, và dòng Chúa Cứu Thế cũng thật là có lý, từng hàng nhiều chục năm qua đã tổ chức để có những cái ngày hành hương trong ba ngày Tết, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Hành hương để làm cho những cái ngày này nó tỏ rạng ra cái ý nghĩa cao quý, đạt đến những cái mục đích nó trong sáng và nó cao quý hơn. Chỉ là chỉ cái chuyện nghỉ Tết để ăn chơi, hay là làm nên những tục lệ, làm theo những tục lệ này khác ở trong dân gian. Trong những ngày Tết này, như ngày hôm qua, ngày mùng 1 Tết, ta hiệp dân thánh lễ Minh Niên, khởi đầu một năm mới. Rồi chúng ta tin tưởng trao phó cả một năm cho năm mới này cho Thiên Chúa. Rồi chúng ta tìm ý Chúa, việc rút lọc thánh để xem coi Chúa nói với mình cái gì. Ta tìm những cái dấu chỉ trong cuộc đời, và người ta dâng thánh lễ để cầu xin Chúa ban ơn, ban muôn phúc lành cho cuộc sống của chúng ta, nhất là trong một năm tới. Rồi ngày hôm nay chúng ta được quy tụ lại ở đây, cùng với biết bao nhiêu những cái quy tụ khác, người ta kéo nhau về quê hương của mình. Cho nên hôm nay thấy thành phố cũng vắng, mà Bình Dương cũng vắng lắm, bởi vì nhiều người ta về Bắc, về Trung, về miền Tây, về quê hương của mình để người ta ăn Tết. Có những cuộc sum họp gia đình, và ở đây chúng ta cũng được mời gọi sum họp về bên Chúa là Cha, là nguồn cội của tất cả chúng ta. Và rồi trong cái ngày này chúng ta cũng quy tụ, ta sum họp lại để chúng ta cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta. Đây là điều thật là ý nghĩa, và chính cái điều này nó cũng thúc đẩy để cho chúng ta sống cái tâm tình hiệp thông. Chúng ta nhớ về nguồn cội của mình, và nhớ đến những điều mà biết bao nhiêu thứ ở trong cuộc sống của chúng ta đã và đang lãnh nhận. Để rồi từ ý thức đó chúng ta cũng thấy mình cũng có trách nhiệm để giúp cho những người xung quanh của chúng ta. Người ta kể lại rằng thi sĩ Lamartine một lần ông kể lại một cái giấc mơ rằng, trong đêm ông ngủ thì có một cái giấc mơ thấy Chúa hiện, có một cái người hiện ra với ông, và cái người đó là cái người đánh giày. Ông đánh giày đó, ông mới đến, ông mới nói với thi sĩ Lamartine rằng từ nay đó trở đi đó, ông liệu mà ông
đóng giày mà ông mang đi nhé, tôi không có làm cho ông nữa đâu. Thế rồi tưởng như vậy là xong thôi. Một cái người khác, người thợ làm bánh mì mà ông vẫn thường ăn hàng ngày, cũng đến nói với ông rằng từ nay trở đi ông liệu tự ông làm bánh mì ông ăn đi, tôi không có làm cho ông nữa đâu, không có bỏ mối cho ông nữa. Đấy. Rồi lại một cái người thợ bán thịt cũng đến nói với ông, từ nay ông tự nuôi heo lấy rồi làm thịt mà ăn, chứ tôi không có cung cấp thịt heo cho ông nữa. Và rồi đến cái người giúp việc của ông cũng đến nói với ông rằng hôm nay tôi nghỉ, tôi không có làm cho ông nữa đâu, ông có việc gì thì tự ông liệu lo lấy, tôi không có lo cho ông nữa. Thế là La Mạt Tiền cảm thấy toát mồ hôi. Bởi vì thế thì làm sao mình sống đây? Bao nhiêu những cái thứ mà mình cần để sống trong hàng ngày thì bây giờ nó đình công hết rồi, nó chia tay mình hết rồi, bây giờ làm sao sống đây? Ông đang toát mồ hôi như vậy thì giật mình thức dậy và nghĩ rằng, biết rằng mình chưa trải qua một giấc mơ thôi chứ không phải là thật. Thế nhưng mà chính qua cái đó cũng đã làm cho ông cũng giật mình để tỉnh thức lại rằng cuộc đời của chúng ta có quá nhiều điều mà chúng ta cần đến người khác, và không có những người khác chúng ta biết sống làm sao đây, khó lắm. Và cũng chính điều đó cũng giúp cho chúng ta thấy rằng cuộc đời của mình được đặt trên trần thế này không phải để cho chúng ta chỉ hưởng thụ đâu, mà còn phải để phục vụ nữa, để chúng ta chia sẻ, ta sống với người khác mà còn sống cho người khác nữa. Chính điều đó làm nên cái thực tế của đời sống xã hội, đời sống con người và cụ thể trong từng gia đình, trong từng môi trường sống của mỗi người chúng ta. Cho nên ý thức được như vậy thì ngày hôm nay cái cuộc sum họp để chúng ta tưởng nhớ cầu nguyện cho tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta, có những người mà dù rằng họ không sinh dựng nên chúng ta, chúng ta không thuộc cái hàng hệ huyết thống của họ, nhưng mà có thể trong cái hàng thiêng liêng hoặc trong hàng tình nghĩa nào đó thì họ cũng là những người mà cũng được coi là tổ tiên, coi như là những ông bà cha mẹ của chúng ta, những người cha mẹ thiêng liêng, những người cha mẹ trong cái ân tình nào đó giúp cho chúng ta được sống, được phát triển và được hạnh phúc. Chính trong cái mối liên hệ đó chúng ta được mời gọi nhớ đến họ, hiệp thông với họ và bày tỏ cái tâm tình biết ơn để làm cho cuộc sống của mình nó trở nên có ý nghĩa hơn. Chính trong từ cái kinh nghiệm đó chúng ta mới cảm thấy được tại sao mà Thiên Chúa đặt trong 10 giới răn của Ngài có cái giới răn quan trọng là giới răn thứ 4, dạy chúng ta phải thảo kính đối với cha mẹ, ông bà của mình. Và qua bài tin mừng theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã mạnh mẽ để nhắc và nhấn mạnh cho những người Pharisêu và những kinh sư hiểu rằng những cái tập tục, những cái truyền thống của tiền nhân của con người tạo nên nó không quan trọng bằng chính cái giới răn của Thiên Chúa, bằng chính ý muốn của Thiên Chúa, trong đó là cái việc phải thảo kính đối với tổ tiên, cha mẹ, ông bà của mình. Đó là một cái điều làm cho chúng ta như thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Ê-phê-sô, nghe nói rằng những cái luật đó là những điều làm cho chúng ta được hạnh phúc và được trường thọ. Cái người biết thảo kính cha mẹ, người biết sống với tâm tình biết ơn đối với những bậc tiền nhân của mình, chúng ta đang làm cho mình được trở nên đáng sống hơn, được trở nên hạnh phúc và có thể được sống lâu dài. Và điều mà sách Huấn Ca trong bài đọc thứ nhất hôm nay chúng ta cũng nghe đã nói đến việc chúng ta phải ca tụng các bậc vĩ nhân và những con người đi trước chúng ta. Họ đã sống và đã để lại biết bao nhiêu thành quả của yêu thương, của phục vụ cho chúng ta, cho thế giới này. Chúng ta cần phải tôn vinh họ và hãy làm cho đời sống của họ nó được trường tồn trong thế giới này, trong dòng dõi của những con người đang sống, đang liên kết với nhau đó. Nếu như ta biết làm điều đó thì có nghĩa là chúng ta làm cho họ được sống, được nên vinh quang và cũng được hạnh phúc.
Bởi lẽ thì những cái người mà tổ tiên, ông bà cha mẹ của chúng ta, những bậc vĩ nhân đó, họ sẽ được sống, được tồn tại và được vinh quang hạnh phúc ở trong lòng, trong đời của những người đang sống đây. Như người ta vẫn nói rằng cái mồ chôn đích thực những người thân yêu của chúng ta đã chết chính là lòng của những người đang còn sống đây. Và người thân của chúng ta sẽ chỉ thực sự chết khi mà không còn ai nhớ đến họ, không còn ai thương họ nữa. Cho nên chúng ta suy nghĩ một chút cũng thấy rằng trong đời của mình, trong xã hội hôm nay, có khi ngay trong gia đình của mình, có những người còn sống đó, có người còn đi lại được đó, có những người còn mạnh khỏe đó, nhưng mà coi như họ đã chết bởi vì không ai thương họ, không ai muốn quan tâm đến họ, và người ta ghét, thậm chí có khi người ta trù rủa đối với họ, sao không chết sớm đi cho rồi. Thì những người đó có thể nói họ đã chết một cách nào đó trong lòng, trong trí của những người đang cùng sống với họ, với những người đang có cái trách nhiệm phải yêu thương họ nữa. Cho nên những điều mà chúng ta nói đến, phải hiếu thảo, phải có cái tâm tình hiếu kính đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình, đó thật là điều thích đáng. Điều thích đáng để thể chúng ta thể hiện cái lòng biết ơn cần thiết, là cái phẩm cách quan trọng cần phải có đối với từng con người của chúng ta, là những người mà chúng ta không thể sống nếu mình không sống với, hay không sống cho trong liên hệ với người khác. Và đồng thời cái sự sống đó nó cũng sẽ tồn tại trong những cái mối liên hệ, trong những cái tâm tình hiếu kính biết ơn, trong những cái nỗ lực để chúng ta sống cho người khác. Đó là điều quan trọng mà ngày hôm nay giáo hội mở ra cho chúng ta trong ngày mùng 2 Tết này, như một lời mời gọi, một sự thúc nhắc để chúng ta biết quan tâm, yêu thương đối với bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta. Chúng ta đừng giết chết họ, chúng ta đừng giày xéo họ, đừng bôi nhọ họ. Trái lại, chúng ta cần biết làm sao để ông bà, tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta, họ sẽ cảm thấy họ nở mặt nở mày vì chúng ta, là hậu sinh của họ, biết sống xứng đáng, chứ không bị gọi là bị phải lỡ mày lỡ mặt vì chúng ta, là những con người chúng ta làm nhục họ bằng đời sống của mình, một đời sống bất xứng, một đời sống mà nhiều khi cha mẹ làm thầy nhưng mà con không có theo, con đốt sách đi bỏ. Đó là những thực tế mà có lẽ ngày hôm nay, ngày lễ này nhắc nhớ cho chúng ta, để chúng ta sống trong cái tâm tình hiếu thảo đó, để giúp cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên của mình, những người thân yêu của mình được sống vĩnh cửu và được sống hạnh phúc. Và chắc chắn như chúng ta cũng biết, cũng đã kinh nghiệm rằng sống trước mà đổ đâu thì sống sau cũng sẽ dễ đổ đấy. Cho nên nếu chúng ta biết sống hiếu thảo đối với ông bà, tổ tiên, cha mẹ của mình, và biết sống biết ơn đối với họ, chúng ta cũng sẽ làm cho mình được cái điều mà như Thánh Phaolô đã nói đó, kèm theo cái lời hứa là chúng ta được sống hạnh phúc và được sống lâu dài. Và như thế chúng ta sẽ làm cho cộng đoàn, gia đình, con cái của Thiên Chúa, cộng đoàn nhân loại này càng ngày càng được sống đầm ấm hạnh phúc hơn. Con người không chỉ hạnh phúc mà còn được sống mãi, và dĩ nhiên sống mãi trong hạnh phúc, đó là một điều cần thiết. Chứ không thể sống mãi mà không có hạnh phúc thì có lẽ người ta nghĩ sống mà làm gì. Nên vì thế hôm nay chúng ta trong bầu không khí của ngày Tết, ngày sum họp, ngày chúng ta trở về nguồn cội của mình, chúng ta cũng hãy nhớ xin Chúa, và nhất là xin Mẹ Hằng cứu giúp luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này, giúp cho mỗi người chúng ta ngày càng ý thức được cái mối liên hệ của chúng ta với biết bao nhiêu người khác, nhất là mối liên hệ quan trọng đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta, để chúng ta biết sống hiếu thảo, chúng ta biết sống biết ơn và sống yêu thương, để làm cho đời sống của các ngài được vững mạnh, được sống mãi, được sống vinh quang và hạnh phúc. Và nhờ đó cũng hứa hẹn một tương lai tốt đẹp cho cuộc sống và cho niềm hạnh phúc của từng người trong chúng ta nữa. Amen.